Đấy, mình đi đánh liêng này, mình chia bốn nhà, mình chưa cần lên bài mình cũng đã biết được bài nào là bài lớn nhất anh em nhé. Đấy, bài này sẽ là bài lớn nhất này, bài này lớn nhất này. Đây, bài này không điểm, bài này một điểm, bài của mình đây cũng chỉ có 5 điểm, bài này sẽ là bài lớn nhất. Đấy, 9 điểm cho anh em xem. Đó, anh em thấy chuẩn không ạ? Tiếp tục này, mình sẽ chia tiếp cho anh em xem luôn. Đây, mình có thể cắt bỏ bình thường, đúng không ạ? Mình cắt bỏ bình thường, mình chia này, thì mình chia là mình sẽ biết được bài nào lớn nhất luôn. Bài cuối cùng này sẽ là bài lớn nhất cho anh em. Đó, bài cuối cùng này sẽ là bài lớn nhất. Anh em có tin không ạ? Đây nhá, mình chuyển vật này. Bài của mình này, 3 điểm này. Bài số 2 này 9 điểm đúng không ạ? 9 điểm này chưa đo. Bài này 5 điểm đúng không ạ? Bài này 9, nhưng mà 9 10 rô. Anh em thấy không? Rất là chuẩn xác. Đấy, tại sao mình lại biết được như vậy? Thì anh em muốn tìm hiểu nguyên nhân lý do tại vì sao thì anh em có thể là kết bạn hoặc gọi điện trực tiếp về số hotline này trên màn hình cho mình. Đấy, anh em có thể kết bạn hoặc gọi điện trực tiếp đến đều được anh em nhé. Đấy, cho anh em xem tiếp này. Đây, đặt bài cho anh em xem. Mình cần đặt bài phát là mình biết nhà nào lớn nhất luôn. Nhà đối diện nhà mình sẽ là nhà lớn nhất này. Đó, chỉ cần chia phát là mình đã biết nhà nào lớn nhất. Anh em thấy không? Rất là chuẩn xác luôn. Đấy, khi anh em đi đánh liêng mà anh em biết được bài nào lớn nhất thì là anh em chắc chắn là anh em sẽ là người thắng rất là lớn rồi, đúng không? Hoặc ví dụ anh em đi chơi anh em bỏ lá, đúng không? Anh em đi chơi anh em bỏ lá. Đây, ví dụ như thế này, anh em đặt mà anh em muốn bài lớn nhất về anh em ấy thì anh em cần bỏ cho mình là 5 lá, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, anh em cần bỏ đi 5 lá này. Anh em chia thì bài anh em sẽ là bài lớn nhất. Sát 3 5 luôn này. Đấy, anh em thấy không? Đấy, thì mọi chi tiết anh em có thể liên hệ đến số hotline trên màn hình cho mình. Hoặc là anh em có thể đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của mình. Đấy, thì nãy giờ ấy, thì vừa rồi thì mình đã cho anh em cùng xem. Đấy, mình có thể biết trước được bài nào là bài lớn nhất và mình có thể biết được là bỏ bao nhiêu lá để bài mình là bài lớn nhất. Thì nguyên nhân tại vì sao thì thực ra là vừa rồi mình cháo bài rất là xanh chín, mình chia bài rất là xanh chín cho anh em. Đấy, nhưng mà mình đã có sử dụng một cái bộ sản phẩm. Đấy, một bộ sản phẩm mà rất là nhiều thầy thợ, kể cả là những thầy thợ giỏi, người ta cũng rất là ưa chuộng và người ta tin dùng. Đấy chính là một chiếc máy đánh bài cho anh em. Đây, cho anh em cùng xem, đây chính là một chiếc máy đánh bài. Thì cái máy đánh bài này ấy, thì là anh em nhìn thấy hình thức của nó thì giống y như một con iPhone 7 anh em nhé. Đó, anh em thấy không? Giống y một con iPhone 7 Plus. Anh em có thể lắp sim nghe gọi hoàn toàn bình thường. Đấy, anh em lắp sim nghe gọi bình thường. Và nó có thể là chơi cho anh em ở tất cả các bộ môn bài mà liên quan đến bài lá cho anh em nhé. Đấy, ví dụ như là liêng, ba cây, sâm lốc, hay là binh Ấn Độ, binh thập xám, bài cào. Đấy, xỉ trố, xỉ rách, rất là ok cho anh em. Khi đi chơi sử dụng, anh em chỉ cần đưa bài vào, đấy là cái hiệu quả nhất anh em nhé. Anh em đưa bài vào là anh em đã sử dụng được và anh em sẽ là người giành chiến thắng rồi. Và một cái điều đặc biệt đấy là về cái bộ máy đánh bài này, là cái tỷ lệ chuẩn xác của nó là 100%, báo rất là nhanh cho anh em và báo qua tai nghe. Đấy, kể cả là khi anh em đi chơi, người ta không cho anh em để điện thoại ở ngoài, thì anh em có thể mua thêm cho mình những cái phụ kiện. Đấy, mua thêm những cái phụ kiện để mà anh em đi chơi, ví dụ như là đồng hồ, bật lửa, gạt tàn, ví soi, điện thoại, cục gạch. Đấy, và rất là nhiều các cái loại khác có thể thay thế cái mắt camera của cái điện thoại này để quét mã vạch anh em nhá. Mình đã từng sử dụng chiếc máy đánh bài này để đi đánh các cái sân ba cây liêng rất là lớn. Đấy, mình thắng được rất là nhiều tiền. Nên là mình muốn chia sẻ
đến cho những anh em nào mà đang thua tha, anh em muốn gỡ lại một cách nhanh chóng nhất thì anh em nên sở hữu cho mình một chiếc máy đánh bài này. Mình đảm bảo cam kết với anh em rằng chơi sử dụng là thắng anh em nhé. Đấy, thì đây mình sẽ cho anh em cùng trải nghiệm trực tiếp về con máy đánh bài này, cho anh em xem trực tiếp luôn. Thì anh em muốn mà để mà chơi được ấy, thì anh em cần phải đăng nhập vào mã của nó. Đây, nó sẽ có một cái mã riêng. Đấy, thì chính vì có cái mã này nên là khi kể cả người ta động vào máy của anh em, người ta cũng không biết được đây là một chiếc máy đánh bài. Đấy, anh em bấm vào đăng nhập cho mình. Đấy, ở đây nó sẽ hiện lên rất là nhiều trò chơi, ví dụ như là các cái trò liêng ba cây ở đây. Đấy, hay là các cái trò binh các thứ ở đây. Đấy, thì mình sẽ test cho anh em, ví dụ test anh em ở trò liêng này. Đấy, ở cái trò liêng này ấy, thì là nó sẽ có hai cái chế độ báo cho anh em. Đấy, nó sẽ báo cho anh em qua tai nghe siêu nhỏ, thì nó sẽ có hai chế độ. Chế độ thứ nhất là báo nhà nào lớn nhất cho anh em, mình sẽ test luôn cho anh em xem luôn. Đây. Đúng chưa? Đấy, ở cái chế độ mà báo nhà nào lớn nhất này, anh em chỉ cần đặt bài ở đây, anh em đặt xuống này, anh em nghe thấy không ạ? Máy báo 2. Máy báo 2 tức là sao? Tức là nhà số 2 sẽ là nhà lớn nhất, tính từ nhà chia. Ví dụ mình chia đi. Dạ, ví dụ mình chia thì nhà này sẽ là nhà lớn nhất này. Đó, anh em thấy không ạ? Bài Zinviga luôn, gặp bài 9 điểm, những cái bài này không tính tiền. Đấy, hoặc ví dụ mình sẽ ví dụ như là nhà đối diện nhà mình làm cái đi. Đấy, bắt đầu chia từ nhà đối diện mình nhá. Mình vừa đặt bài này. Một thì chắc chắn nhà chia từ nhà này thì nhà này sẽ là nhà lớn nhất rồi. Anh em có thể thấy không ạ? Đó, bài mình lên 567 ván này nhá. Mà máy nó báo nhà số 1 lớn nhất thì mình kể cả mình có lên được 3 đằng ca mình cũng bỏ. Chứ đừng nói gì đến 567 đây. Nếu như ván này mà mình không sử dụng máy đánh bài này, mình lên được cái bài này thì mình đánh chắc chắn mình sẽ đánh với cái nhà đối diện này rất là nhiều tiền, đúng không ạ? Nhưng mà mình đã có máy đánh bài này rồi, máy nó báo không phải bài mình bài lớn nhất thì mình sẽ bỏ, đúng không ạ? Mình ví dụ đây mình bỏ đi. Đấy, thì mình sẽ không gặp bài 678 này nữa. Anh em thấy không? Rất là ok. Đấy, đấy là cái chế độ mà báo nhà nào lớn nhất cho anh em. Mình có thể chỉ cho anh em chế độ tiếp theo, một cái chế độ khác, đó chính là chế độ bỏ lá để báo anh em là bài lớn nhất này. Đây, bỏ lá để báo anh em bài lớn nhất, thì mỗi cái chế độ báo nó sẽ có một cái mã riêng. Đấy, anh em thấy không? Mỗi chế độ báo nó sẽ có một cái mã riêng, thì mã của nó như thế nào thì khi anh em mua máy bên mình sẽ hướng dẫn. Số người anh em tùy chỉnh nhé. Đấy, anh em chơi bao nhiêu người cũng được, đúng không ạ? Đấy, mình chơi ví dụ mình để 5 người đi, mình để hẳn 5 người đi nhá. Đấy, sau đó mình bấm bắt đầu trò chơi này. Quỳ ở đây, mình chỉ cần đặt bài. À, đặt bài cho anh em. Anh em thấy không ạ? 3, tức là anh em chỉ cần bỏ đi 3 lá, anh em chia thì bài anh em sẽ là bài lớn nhất. Đấy, bài của anh em đây sẽ là bài lớn nhất, và mình sẽ chỉ tiếp cho anh em. Mình sẽ chỉ tiếp cho anh em mà cách tính, ví dụ như nhà khác làm cái. Đấy, nhà khác làm cái như thế nào, anh em thấy không? Như cái ván này, bài của mình chỉ 3 điểm thôi, nhưng mà vẫn lớn nhất ở trong đây. Bài này 3 nhưng mà thua chất này. Đấy, còn các bài còn lại thì chỉ 1 với 2 thôi. Đấy, còn ví dụ như nhà khác làm cái, mình sẽ ví dụ như nhà số 4 để làm cái đi. Đánh 5 nhà, nhà số 4 làm cái này. Đây, nhà số 4 làm cái, khi mình đặt bài. Ví dụ như 1 thì thôi, mình sẽ cháo tiếp. Mình để này. Đấy. 7. Ví dụ nhà số 4 này làm cái thì mình cắt đi 5 lá cho mình nhá. Mình cắt đi 5 lá cho mình. Đây, 1, 2, 3, 4, 5. Đó, mình cắt đi 5 lá, sau đó mình chia từ nhà số 4 này. Đấy, thì 100% bài của mình sẽ là bài lớn nhất. Đánh 5 nhà. Đấy, chuẩn 100% luôn anh em nhé. Đó, anh em thấy ván bài này không ạ? Đánh rất là hay luôn này. Nhà này 2, 3, 4, đúng không? Vẫn thua. Nhà này 9 điểm, gặp bài mình vẫn thua. Đấy, bài mình lên được 5, 6, 7 mà. Đấy, mình chỉ cần bỏ lá.
mình tính chuẩn thì mình có thể lấy bài lớn về mình bất kỳ lúc nào cũng được anh em nhé. Đấy, tất cả các cái trò chơi nó đều chuẩn như vậy nên anh em hoàn toàn yên tâm với mình. Thì anh em nào ấy mà muốn mua cái bộ sản phẩm này thì anh em có thể là đến trực tiếp cơ sở bên mình. Đấy, bên mình thì có hai cơ sở cho anh em. Cơ sở 1 là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em đến nơi alo đến số hotline này 0937 60 44, sẽ có người ra đón anh em, dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm về các cái bộ sản phẩm luôn. Đấy, hướng dẫn cho anh em sử dụng, anh em trải nghiệm cảm thấy ưng ok thì anh em lấy, còn không thì thôi, anh em hoàn toàn không mất bất kỳ một khoản phí nào anh em nhé, nên anh em yên tâm giúp mình. Còn những anh em nào ở xa, anh em không có điều kiện đi lại hoặc là anh em bận thì anh em có thể đặt hàng của bên mình. Bên mình sẽ gửi hàng cho anh em. Đấy, gửi cho anh em là qua xe khách này hoặc qua bưu điện. Thì khi anh em nhận hàng, anh em được phép kiểm tra hàng, sau đó mới phải thanh toán tiền. Đấy, anh em kiểm tra hàng ok, ưng, thoải mái, đấy thì anh em thanh toán tiền, còn không anh em không mất bất kỳ.